Dịch vụ cho thuê iPhone đang gặp trục trặc kỹ thuật, chưa thể ra mắt ngay. Hồi tháng 3 năm ngoái đã có nhiều thông tin rục rịch về việc Apple đang phát triển một dịch vụ cho phép người dùng thuê những chiếc iPhone, iPad với một mức phí cố định hàng tháng. Tuy vậy, theo thông tin từ Bloomberg thì dịch vụ này vẫn chưa sẵn sàng ra mắt ở thời điểm hiện tại. Mark Gurman từ Bloomberg lúc đó cho biết dịch vụ thuê iPhone, iPad sẽ ra mắt cùng với iPhone 13 2021 hoặc iPhone 14 2022, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy thông tin gì. Ngoài dịch vụ cho thuê iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Pay Later và Apple Card Savings Account, hai dịch vụ tài chính khác của Apple đã được công bố chính thức, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ra mắt luôn. Nguyên nhân được Mark Gurman đưa ra là do trục trặc kỹ thuật, tuy nhiên nó vẫn được phát triển chứ không bị loại bỏ. Thuê iPhone là một ý tưởng mới của Apple trong việc cho người dùng một cách tiếp cận khác khi muốn sở hữu một chiếc iPhone mới, thay vì trả góp hoặc trả thẳng. Theo tin đồn thì mức phí mà người dùng phải trả hàng tháng để thuê iPhone sẽ tùy vào loại thiết bị, mức phí chưa biết được tính theo cách nào người đó lựa chọn, không phải giá của thiết bị chia cho 12 tháng hoặc 24 tháng. Có một dự án của Apple gọi là Project Redout mà theo mô tả của Bloomberg là một sự đột phá, đưa Apple kiểm soát nhiều hơn về các dịch vụ tài chính vốn đang được vận hành bởi các đối tác của Apple. Với các dịch vụ fintech mà Apple sắp ra mắt, Apple sẽ có thể kiểm soát được cả khâu kiểm duyệt, phê chuẩn cũng như lịch sử giao dịch. Cuối cùng, Mark Gurman tiết lộ dịch vụ Apple Pay Later có thể được ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4, còn lại thì chưa có thông tin về ngày ra mắt chính thức.